Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Điều động sư đoàn dự bị 146, Israel mở rộng chiến dịch trên bộ tại Lebanon. Israel đã mở rộng chiến dịch quân sự trên bộ tại Lebanon nhằm đáp trả các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang, đặc biệt là Hezbollah. Chính phủ Israel khẳng định mục tiêu là bảo vệ an ninh quốc gia và ngăn chặn các mối đe dọa từ biên giới phía Bắc. Lực lượng quân đội đã tiến sâu vào lãnh thổ Lebanon, tiến hành các cuộc không kích và chiếm tranh trên bộ. Hệ quả là tình hình ngày càng trở nên căng thẳng hơn, dẫn đến lo sợ về sự leo thang xung đột trong khu vực và tác động đến những người dân vô tội. Ngày 8 tháng 10, quân đội Israel xác nhận đã cử sư đoàn dự bị 146 đến Lebanon để tham gia chiến dịch có hạn chế nhằm vào các mục tiêu và cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở tây nam Lebanon. Sư đoàn dự bị số 146 từng đảm nhiệm nhiệm vụ phòng thủ tại Israel trong năm 2023. Lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận 146 là sư đoàn dự bị đầu tiên hoạt động ở nam Lebanon trong chiến dịch hiện nay chống Hezbollah. Các binh sĩ đang sát cánh cùng lữ đoàn pháo binh số 213 cùng những lực lượng khác để nhận diện và phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah trong khu vực. Tờ Times of Israel đưa tin, sư đoàn dự bị 146 dự kiến phối hợp với 3 sư đoàn 98, 36 và 91 vốn đang hoạt động ở Nam Lebanon. Ngoài ra, sư đoàn 146 giúp Israel bổ sung thêm hàng nghìn binh sĩ cho chiến dịch trên bộ tại Lebanon và tổng số binh sĩ Israel triển khai đến Lebanon hiện nay là hơn 15.000 người. Trong khi đó, truyền thông Lebanon đưa tin, quân đội Israel tiếp tục không kích vào Beirut và miền đông cùng miền nam Lebanon sáng 8 tháng 10. Cùng ngày, quân đội Lebanon đưa ra thông báo khẳng định lực lượng này vẫn duy trì sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ trong phạm vi năng lực dựa trên quyết định và chỉ đạo của các cấp chính trị để thực hiện động thái phù hợp. Quân đội Lebanon đồng thời nhấn mạnh lực lượng này mong đợi nỗ lực quốc tế để ngăn cuộc gây hấn của Israel sớm nhất có thể. Một số binh sĩ quân đội Lebanon đã tử vong trong các cuộc không kích của Israel những tuần gần đây. Trong một diễn biến khác, ngày 8 tháng 10, Ngoại trưởng Israel Abbas Arachi cảnh báo rằng bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào cơ sở hạ tầng của nước này đều sẽ phải đối mặt với đáp trả. Iran tuyên bố việc phóng hơn 180 tên lửa nhằm vào Israel tối 1 tháng 10 để trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC Abbas Nifourosyan. Iran cũng nhấn mạnh tên lửa chỉ nhắm mục tiêu vào cơ sở quân sự của Israel. Trang Axios Mỹ dẫn một số nguồn thạo tin cho biết Israel có thể trả đũa cuộc tấn công tên lửa tối 1 tháng 10 của Iran bằng cách nhắm vào cơ sở hạ tầng chiến lược, chẳng hạn như giàn khoan dầu, cơ sở hạt nhân của Tehran. Ngày 4 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết nếu ở trong địa vị của Israel, ông sẽ nghĩ về phương án khác thay thế cho việc tấn công giàn khoan dầu của Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cho biết ông nghĩ rằng Israel chưa chốt phương án để trao đổi Iran. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA ngày 7 tháng 10 bày tỏ quan ngại tình hình nhân đạo ở Lebanon tiếp tục xấu đi nhanh chóng do xung đột leo thang giữa Israel và Hezbollah. Theo OCHA, từ ngày 8 tháng 10, 2023 đến ngày 4 tháng 10, năm 2024, đã có 36 cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng chăm sóc y tế tại Lebanon. Các cuộc tấn công này cũng khiến 77 nhân viên y tế của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thiệt mạng. Nhiều cơ sở hạ tầng dân sinh cũng bị hư hại, trong đó có ít nhất 25 cơ sở cung cấp nước sinh hoạt, ảnh hưởng cuộc sống của hơn 300.000 người. Số liệu của Tổ chức Di cư Quốc tế cho thấy hơn 540.000 người đã buộc phải di tản kể từ khi giao tranh xảy ra. Lãnh đạo Hezbollah ủng hộ ngừng bắn ở Lebanon. Phát biểu trên truyền hình ngày 8 tháng 10, Phó thủ lĩnh Hezbollah Nam Qasem cho biết nhóm này ủng hộ các nỗ lực cho một lệnh ngừng bắn ở Lebanon. Đây cũng là lần đầu tiên Hezbollah không đề cập đến thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza như một điều kiện tiên quyết để nhóm chấm dứt chiến sự với Israel. Theo đó, ông Qasem khẳng định Hezbollah ủng hộ Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabi Berri cho nỗ lực ngừng cuộc giao tranh leo thang trong nhiều tuần gần đây giữa Hezbollah và Israel, trong đó có chiến dịch trên bộ của Israel vào Lebanon, cũng như việc Israel không kích giết chết nhiều thành viên của Hezbollah, bao gồm Tổng thư ký Sayed Hassan Nasrallah. Chúng tôi ủng hộ hoạt động chính trị do ông Berri lãnh đạo dưới danh nghĩa một lệnh ngừng bắn, hãng tin Reuters dẫn lời ông Qasem. Tuy nhiên, lãnh đạo Hezbollah cũng khẳng định nếu Israel tiếp tục cuộc chiến, thì kết quả sẽ được quyết định trên chiến trường. Kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ tại dải Gaza, nhóm Hezbollah ở Lebanon đã nhiều lần tấn công tên lửa vào Israel nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với đồng minh Hamas.
Cùng ngày 8 tháng 10, Israel cũng mở rộng quy mô chiến dịch trên bộ đến khu vực Tây Nam Lebanon, cử thêm sư đoàn 146 tham gia vào hoạt động mà nước này cho là có giới hạn, cục bộ và nhắm vào các mục tiêu và cơ sở hạ tầng của Hezbollah. Thủ lĩnh Hezbollah đồng ý ngừng bắn với Israel trước khi bị hạ sát. Trước đó, Ngoại trưởng Lebanon Habib nói thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah trước khi bị hạ sát đã đồng ý ngừng bắn với Israel theo đề xuất của Pháp, Mỹ. Ngoại trưởng Lebanon Abdallah Bouhabib trong cuộc phỏng vấn trên BBS ngày 2 tháng 10 cho hay, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah từng đồng ý ngừng bắn với Israel theo đề xuất của Mỹ, Pháp trước khi ông này bị hạ sát trong cuộc không kích của Israel hôm 27 tháng 9. Ông Nasrallah đã đồng ý, phía Lebanon cũng nhất trí. Chủ tịch Hạ viện Lebanon Nabi Berri đã tham vấn với Hezbollah và chúng tôi thông báo cho đại diện Mỹ, Pháp về quyết định này, ông Habib nói. Theo Ngoại trưởng Lebanon, Washington và Paris còn thông báo với Beirut rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng nhất trí với đề xuất ngừng bắn 21 ngày. Tuy nhiên, Israel phủ nhận thông tin nước này nhất trí với lệnh ngừng bắn theo sáng kiến của Mỹ, Pháp. Trong phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 25 tháng 9, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot công bố đề xuất chung Pháp-Mỹ về lệnh ngừng bắn tạm thời trong 21 ngày giữa Israel và nhóm Hezbollah để tạo điều kiện tiến hành đàm phán. Các nước Australia, Canada, Đức, Ý, Nhật Bản, Qatar, Ả Rập Xê Út và UAE cũng ủng hộ đề xuất ngừng bắn này. Tuy nhiên, Israel khẳng định sẽ tiếp tục tấn công toàn lực Hezbollah ở Lebanon. Không quân Israel ngày 27 tháng 9 không kích dữ dội vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon, khiến thủ lĩnh Nasrallah thiệt mạng. Israel sau đó đăng ảnh liệt kê 11 thành viên cấp cao của Hezbollah. 10 người trong số này có dòng chữ đã bị loại bỏ bên cạnh. Xung đột Israel-Hezbollah gần đây bước sang giai đoạn mới khi Tel Aviv tuyên bố mở chiến dịch trên bộ ở Lebanon nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng, đường hầm của Hezbollah ở khu vực biên giới. Động thái này khiến tình hình Trung Đông leo thang và kéo thêm bên khác vào xung đột trực tiếp. Iran, nước hậu thuẫn Hezbollah, đã phóng khoảng 200 tên lửa đạn đạo nhằm vào 3 căn cứ quân sự Israel đêm 1 tháng 10. Tel Aviv cảnh báo Tehran đã phạm sai lầm lớn và sẽ lĩnh hậu quả. Đêm kinh hoàng ở Lebanon, Israel ồ ạt không kích 120 mục tiêu Hezbollah chỉ trong 1 giờ. Một sự kiện quân sự đáng chú ý đã diễn ra vào ngày 7 tháng 10 khi quân đội Israel công bố rằng họ đã huy động một lực lượng không quân hùng hậu, bao gồm 100 máy bay chiến đấu, để thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào 120 mục tiêu chiến lược nằm rải rác khắp miền nam Lebanon. Tất cả các hoạt động tấn công này chỉ diễn ra trong vòng vỏn vẹn 1 giờ đồng hồ. Theo thông tin từ tờ Guardian, mục tiêu chính trong đợt không kích này là các đơn vị của lực lượng Hezbollah, đặc biệt là lực lượng Rajwan, đơn vị chiến đấu tinh nhuệ đang hoạt động ở mặt trận phía nam, cùng với các đơn vị tên lửa và cơ sở chỉ huy tình báo của nhóm này. Mục tiêu của Israel không chỉ là tiêu diệt sức mạnh quân sự của Hezbollah, mà còn nhằm làm suy yếu khả năng chỉ huy, kiểm soát và hỏa lực của lực lượng này. Một chiến lược quan trọng trong bối cảnh xung đột gia tăng. Trong bối cảnh cường độ không kích gia tăng, Israel không chỉ dừng lại ở trên không. Họ còn triển khai tới 3 sư đoàn quân đội để hỗ trợ cho chiến dịch trên mặt đất tại Lebanon. Sư đoàn 91 mới được điều động trong đêm 7 tháng 10 đã được huy động từ phía bắc Israel, gia nhập vào cuộc chiến cùng với 2 sư đoàn khác là 36 và 83, đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, bất chấp sức mạnh quân sự áp đảo từ phía Israel, lực lượng Hezbollah vẫn không hề nao núng. Trong suốt cả ngày 7 tháng 10, họ tiếp tục phóng tên lửa về phía lãnh thổ Israel, với tổng cộng khoảng 130 quả tên lửa được xác nhận đã được phóng đi. Quân đội Israel tuyên bố đã đánh chặn thành công một số trong số đó, nhưng cũng có những quả tên lửa rơi vào các khu vực hoang vắng, cho thấy cuộc xung đột không hề giảm nhiệt. Cùng lúc đó, lực lượng Hamas từ Gaza cũng không chịu kém cạnh khi họ phát động một loạt rocket nhắm vào Israel, khẳng định quyết tâm tiếp tục cuộc chiến nhằm làm suy yếu sức mạnh của đất nước này. Điều này đã tạo ra một bầu không khí đầy kịch tính và bất an trên cả hai phía. Trong khi tình hình ở Lebanon trở nên nóng bỏng, quân đội Israel đã tiến vào Jabalia, một trong những khu tị nạn lớn nhất ở Gaza, sau một thời gian dài bao vây. Họ tuyên bố đang bước vào một giai đoạn mới của cuộc chiến, với Jabalia được xem là một trong những điểm nóng chiến sự. Đối diện với những diễn biến căng thẳng này, giới chức Iran không ngừng đưa ra những cảnh báo nghiêm khắc về khả năng trả đũa đối với bất kỳ hành động thù địch nào từ phía Israel. Đặc biệt sau khi Iran phóng gần 200 quả tên lửa đầu tháng 10, mối đe dọa về một cuộc tấn công quy mô lớn từ Israel càng trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết. Tình hình đang trở nên cực kỳ nghiêm trọng, khiến mọi bên liên quan đều phải cảnh giác và chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo
trong cuộc xung đột phức tạp này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.